Tử vi thứ hai, ngày mùng 8 tháng 8 năm 2016 của 12 con giáp. Bước sang ngày mới, công việc tuổi Thìn không như ý, lại xảy ra mâu thuẫn trong gia đình. Còn các con giáp khác sẽ như thế nào? Cùng lịch ngày tốt theo dõi nhé. Tử vi tuổi Tý. Theo tử vi thứ hai của 12 con giáp, thất sát tọa tỷ kiên, dương khí cực thịnh, mang tới vận trình công việc sinh động cho người tuổi Tý. Bản mệnh nắm bình quyền trong tay, được người trên kẻ dưới tôn trọng nhưng thất sát mang họa tiểu nhân tới, hợp tác với người không hợp mệnh, e rằng sớm muộn bị tổn hao tiền bạc. Do đó, trong làm ăn, kinh doanh, phải hết sức thận trọng, tránh bị kẻ xấu hớt tay trên. Vận trình tình cảm đi xuống, mệnh chủ tí đối xử hà khắc với người thân, quan hệ tình thân, anh chị em trong nhà thiếu sự hài hòa, tuất thổ ngăn cản tí thủy, tình cảm lứa đôi nhiều trở ngại, có người thứ ba xen ngang quấy phá. Có số may mắn, 4, 9, giờ tốt, 3 giờ đến 5 giờ màu sắc cát tường, trắng, xanh, quý nhân phù trợ, mão, thân. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày của người tuổi Sửu, chính quan tọa tỷ kiên mang tới tinh thần phơi phới cho bản mệnh. Tuổi Sửu bỗng trở nên hào sảng, quang minh chính đại, làm việc có kế hoạch, kỷ luật rõ ràng. Hơn thế, bạn còn tỉ mỉ trong từng công việc, dễ dàng được cất nhắc lên làm quản lý, lãnh đạo. Trong ngày, bạn nên giả soát lại những đầu việc đã làm, xem còn hạng mục nào chưa thỏa đáng để ưu tiên giải quyết. Với con giáp thông minh như bạn, không có gì là không thể. Cứ nỗ lực, át cả thái được thành công. Vợ chồng khó tránh lúc mâu thuẫn, cãi cọ do ảnh hưởng của ngũ hành tự hình. Dù thế nào đi nữa, tránh to tiếng trước mặt con trẻ kẻo ảnh hưởng tới tâm lý phát triển của chúng. Có số may mắn năm 9, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cắt tường, vàng, xám, quý nhân phù trợ, tị, dậu, tử vi tuổi dần ngày dương khí cực thịnh mang niềm báo hiệu có quý nhân nam phù trợ thêm nữa quan hệ tam hợp dần tuất mang tới một vài thành công bất ngờ trong sự nghiệp tuy nhiên làm việc gì cũng phải dựa vào năng lực bản thân là chính không nên trông chờ vào người khác công việc vẫn được diễn ra đúng kế hoạch nhưng bản tính tuổi dần vốn nóng vội chưa xong việc này đã muốn ôm đồm việc khác công việc dồn ứ càng gây ra nhiều áp lực bạn có một ngày tất bật chạy đôn chạy đáo cảm giác thời gian một ngày vẫn còn thiếu rất nhiều ngũ hành khắc chế khiến sức khỏe và tình cảm của bạn đi xuống. Tuy nhiên, mức độ không quá nghiêm trọng. Chỉ cần bạn nhanh chóng điều chỉnh lại chế độ làm việc và tập luyện thể thao, sức khỏe sớm bình ổn trở lại. Đồng thời, dành thời gian quan tâm tới nửa kia nhiều hơn. Con số may mắn 2, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cắt tường, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, tuất, ngọ. Tử vi tuổi mão, Xem tử vi ngày 8 tháng 8 năm 2016, tỷ kiên tọa thương quan khiến mối quan hệ xã giao của người tuổi mão gặp trở ngại. Bạn bè lâu ngày không còn gắn bó, gặp khó khăn cũng không được bằng hữu giúp đỡ. Một khi các mối quan hệ xã giao đi xuống, tinh thần bạn cũng không thể thoải mái, công việc lúc nào cũng chất thành núi. Trong khi đó, bạn lại sao nhãng, tất nhiên hiệu quả làm việc giảm đi trông thấy tình cảm lứa đôi dần đi vào lối mòn, không còn cảm thấy hào hứng, gắn kết như xưa. Về nhà trong tâm trạng bí bách, bạn chỉ muốn ra ngoài, đi chơi đâu đó để hít thở không khí trong lành. Con số may mắn 0, 9, giờ tốt, 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cắt tường, xám, đen tuyền, quý nhân phù trợ, sử, hợi. Tử vi tuổi thìn, xem bói tử vi quan hệ tình tuất tương xung gây hại trên mọi phương diện công việc của người tuổi thìn không như ý kết quả hoàn thành không kịp tiến độ bị cấp trên khiển trách cấp dưới không phục về nhà vợ chồng mâu thuẫn cãi cọ ra đường không may còn vướng họa võ mồm thị phi tuy thổ vượng có tàng kim nhưng vì thói quen chi tiêu không biết tiết kiệm bạn sớm rơi vào tình trạng viêm màng túi vì thế, hãy lên kế hoạch chi tiêu thật cụ thể, cái gì thực sự hữu dụng mới nên mua, tránh tình trạng ham rẻ, mua chất đống rồi lại không sử dụng, của một đồng công một nén, quá phí phạm. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt, 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cắt tường, đỏ, tím, quý nhân phù trợ, tí, hợi. Tử vi tuổi tỵ hôm nay người tuổi tỵ đón tin vui trong sự nghiệp, tài năng của bạn đã có đất dụng võ, cứ thế thẳng tiến tới thành công. Thực thần tọa tỷ kiên, nâng đỡ vận trình ngày tỏa sáng, con đường làm giàu ngày càng thanh thang mở rộng. Mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, hài hòa tạo điều kiện thuận lợi để tư tưởng bạn hanh thông, thoáng đạt, tập trung vào những mục tiêu lớn. Tài lộc dồi dào, cơ hội kiếm tiền không hề ít, quan trọng là bạn biết nắm bắt hay không mà thôi. Vận đào hoa của người độc thân rất vượng, đã tới lúc thay ra đổi thịt, mở rộng trái tim đón nhận tình yêu mới để thấy cuộc sống này luôn tươi đẹp và thực sự công bằng cứ cho đi bạn sẽ nhận lại nhiều hơn thế nữa. Con số may mắn 0, 6, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, hồng, vàng, quý nhân phù trợ, thìn, mùi. Tử vi tuổi ngọ Xem tử vi thứ hai của 12 con giáp hứa hẹn một ngày kiếm nhiều tiêu ít, chỉ có thu vào không có chi ra, tiền bạc rủng rỉnh Quan hệ tam hợp ngọ tuất như đôi cánh nâng đỡ vận trình, việc lớn hay nhỏ, tuổi ngọ đều có được thành công ban đầu, tin vui nối tiếp nhau. Công việc của bạn diễn ra thuận lợi, kéo nhiều đồng nghiệp và cấp trên về phía bạn. Hãy mạnh dạn thể hiện năng lực cá nhân, ắt sẽ được ghi nhận, cơ hội thăng tiến là do chính bạn tạo ra, chứ không phải ai khác. Hơn thế, bạn có tin vui từ người thân ở xa, rất có thể đó là lời mời ăn cưới, về nhà mới hay đơn giản là được người thân về thăm, ôn lại những kỷ niệm xưa ngũ hành hỏa thổ tương sinh, gia đình vui vẻ hòa hợp, nhất là người độc thân có vận đào hoa sáng, vệ tinh vây xung quanh rất nhiều, nhìn đâu cũng thấy. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cắt tường, hồng đào, tím, quý nhân phù trợ, dần, tuất, tử vi tuổi mùi, được thực thần nâng đỡ, thực lực và tài năng của tuổi mùi được phát huy cao độ. Ngay chính bản thân bạn cũng không thể hiểu hết được năng lực tiềm ẩn của bản thân. Sự bất ngờ thú vị ấy mang tới nhiều niềm vui khó tả cho bạn trong ngày thứ hai này. Tuy nhiên, ngũ hành tự hình, bản mệnh có thể bướng bỉnh và cứng nhắc hơn bình thường. Vì thế, khi xử lý công việc, khó tránh lúc để cảm xúc chi phối, gây phản cảm cho mọi người xung quanh. Nếu tiết chế tốt cảm xúc thì không có gì phải chê trách ở bạn nữa. Bên cạnh đó, cần đề phòng ảnh hưởng xấu từ quan hệ tuyết mùi hình hại vô ơn, xuất phát từ lòng tốt để làm việc giúp đỡ người khác nhưng đôi khi lại không nhận được thái độ biết ơn. Đó là bài học nhớ đời để bạn cân nhắc kỹ càng trước khi tiến hành bất cứ việc gì. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, vàng, tím, quý nhân phù trợ, hợi, mão, tử vi tuổi thân. Tử vi thứ hai của người tuổi thân khá bình yên nhờ tỷ kiên chống lưng. Việc khó khăn có người tới giúp đỡ, việc tốt lành có người mang tin vui. Một ngày trôi qua trong tâm thái nhẹ nhàng, không hề sầu muộn. Ngũ hành thổ sinh kim, báo hiệu tài lộc của bạn đang vượng dần lên. Hãy cứ chăm chỉ, dốc hết sức mình để công hiến, bạn sẽ gặt hái được thành quả vô cùng lớn lao, ai nấy đều phải ngả mũ thán phục. Tình cảm gia đình hài hòa, khoảng cách giữa hai thế hệ rút ngắn lại, cha mẹ con cái thêm hiểu nhau, không còn tình trạng quát tháo, dọa nạt như trước. Có số may mắn 1, 4, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cắt tường, xám, be vàng, quý nhân phù trợ, mão, ngọ, tử vi tuổi dậu. Dậu tuất lục hại dễ bị bạn bè qua cầu rút ván, khiến bản mệnh dậu rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, thất vọng vô cùng. Đã thế, người thân trong nhà lại không hiểu bạn. Khi thất bại, ai nấy đều quay sang trách móc thay vì an ủi. Tinh thần đi xuống, tình cảm trầm lắng, vợ chồng cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt như tiền sinh hoạt, con cái. Vì mải mê với công việc, bạn quên mất việc luyện tập, rèn luyện sức khỏe. Đó là một trong những nguyên nhân khiến một vài dấu hiệu xuống dốc đã bắt đầu xuất hiện. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cắt tường, kaki, bạch kim, quý nhân phù trợ tý ngọ tử vi tuổi tuất tuất thổ tự hình vận trình ngày của bạn chỉ ở mức trung bình muốn có bước đột phá e rằng phải nỗ lực nhiều hơn may thay được tỷ kiên giúp đỡ bạn vẫn có một ngày khá bình yên không vướng phải nhiều phiền muộn tình khí tuổi tuất có phần bướng bình không được lòng tập thể nếu được bạn nên kiệm lời nói những gì cần nói không lo chuyện bao đồng kẻo rước họa thị phi quay cuồng cho các mối quan hệ phức tạp đồng thời không nên ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc Ngược lại, hãy xử lý mọi việc theo chiều hướng ưu tiên, quan trọng làm trước, không quan trọng làm sau, tránh tình trạng gối việc, trồng chéo khó xử lý. Con số may mắn 0, 8, giờ tốt 6 giờ đến 8 giờ, màu sắc cắt tường, tím, vàng đất, quý nhân phù trợ, sửu, ngọ, tử vi tuổi hợi mới ngày đầu tuần tâm trạng của người tuổi hợi đã dối như tơ vò một phần vì khối lượng công việc ngày càng nhiều phần khác sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu đi xuống nên cảm giác làm gì cũng uể oải không thoải mái trong công việc bạn nên nhắc nhở bản thân tiết chế cảm xúc tránh nóng giận vô cớ để rồi nói ra những lời hàm hồ làm mất giá trị của bản thân những lúc cảm thấy căng thẳng bạn nên tìm đến bạn bè người thân để giấc bầu tâm sự nỗi lòng sẽ vơi đi phần nào Vợ chồng mới cưới khó tránh khỏi lúc lười ra tiếng vào vì chưa thực sự dung hòa được thói quen, sở thích của nhau. Nhưng trên hết, cả hai vẫn trong giai đoạn mặn nồng, sức mạnh tình yêu sẽ xóa nhỏ đi mọi danh giới. Con số may mắn 0, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cắt tường, trắng, xanh dương, quý nhân phù trợ, dậu, mùi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau